Đây. Xin nhận đấy. Con bò rớt xuống giếng nha mọi người nha. Lấy làm là cho hai tiếng Anh này. Cho hai tiếng Anh. Ồ, đây. Đây, nó mạng sẽ làm vậy. Bắt, nó mạng sẽ đẹp. Sẽ đẹp. Rùi. Làm hết mất như lần nào. Cây. Đó mọi người nhìn cơ. Ê, chuẩn. Quay mà mình đi. Mặc dầu nên còn nó tung, tất lùng. Lê rộ tiền, ách lực gũ thế. Nhắc bị tôi. Hôm nay mình đi quay một clip con bò rớt xuống giếng nha mọi người. Đây mọi người ơi. Mình mọi người cùng xem clip của mình. Hôm nay mình xem anh em đang cột cái dây kéo bò lên vào chiếc xe để kéo bò lên nha mọi người. Mời mọi người cùng xem con bò đang rớt xuống giếng nha. Đây mọi người, nhìn con bò nó tội lắm mọi người ơi. Nhìn nó rất là nguy hiểm nha mọi người. Các trời nó đau hết cả chân tay rồi. Đang kẹt sức rồi mọi người ơi, con bò đã kẹt sức rồi. Mọi người, con bò đang rớt xuống giếng này. Đây là cái dây mình để kéo lên trên nha mọi người. Đây mọi người đang cột trên xe kìa. Chuẩn tốc nó đi chuẩn. Đi là một à. Ra nhiều vị nhiều phút. Nó mana Cứu được rồi mọi người ơi, mừng quá. Ê, vợ của anh Quác. Cứu được rồi mọi người ơi. Con bò nó rớt xuống giếng mọi người. Ờ, cá tung nhỉ. Đây
Dạ, nguy hiểm gì? Suýt mất mạng rồi một con bò. Thông cả được quạt này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.